bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn có phải pháp hữu tánh có thể hiện chứng vô tánh chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải pháp vô tánh có thể hiện chứng hữu tánh chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải pháp hữu tánh có thể hiện chứng hữu tánh chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải pháp vô tánh có thể hiện chứng vô tánh chăng không thiện hiện bạch thế tôn nếu vậy hữu tánh cũng chẳng có thể hiện quán vô tánh vô tánh chẳng có thể hiện quán hữu tánh hữu tánh chẳng có thể hiện quán hữu tánh vô tánh chẳng có thể hiện quán vô tánh thì lẽ ra không có thế tôn chẳng đắc hiện quán phật dạy này thiện hiện có đắc hiện quán nhưng lìa tứ cú bạch thế tôn thế nào là có đắc hiện quán nhưng lìa tứ cú này thiện hiện chẳng phải có chẳng phải không dứt bỏ hí luận gọi là hiện quán cái đắc cũng như vậy vì vậy ta nói có đắc hiện quán nhưng lìa tứ cú bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát lấy gì để làm hí luận phật dạy này thiện hiện đại bồ tát quán sắc hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận Quán thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán sắc hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán sắc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán thọ tưởng hành thức hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán sắc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán thọ tưởng hành thức hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán sắc hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận quán thọ tưởng hành thức hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán nhĩ tí thể thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán nhĩ tí thể thân ý xứ hoặc là hoặc khổ đó là hí luận quán nhãn xứ hoặc, 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 hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán nhĩ tí thể thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán nhãn xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán nhãn xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận, quán nhãn xứ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận, quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận.